Bồ đào rủ thất trà yên, muôn năm công lạc Chúa hiền tội chung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính đức thầy. Kính thưa tất cả cô bác anh chị em đại diện cho gia đình cùng kính đến với vị đồng đạo kính mến. Thì được biết hôm nay là ngày 28/4 năm Nhâm Dần 2022, cũng là ngày lễ dỗ đáp lễ thường niên cho thân phụ của anh hai cũng như là anh Sang đang gia đình đến thế danh là ông Ngô Nhân Nhân Thế Em và bà Nguyễn Thị Quang. Thì tất cả đồng đại chúng ta từ cầu trở về đây để là một phần cũng như trợ duyên trong cái ngày lễ dỗ. Thì giờ này cơm canh vẫn còn đang chuẩn bị chưa được cơm đất trang trọng lên ngôi thờ cúng. Thì còn dư động thời gian để hát lễ lời cho một đức thầy ngày hôm nay tất cả đồng đội chúng ta để làm cái bộ phận là phổ pháp để dòng suối pháp không có ngưng chạy như thời gian. Những đức thầy cho biết là cả tiếng kêu cùng khắp thiên tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao nhau dùng đạo thì cùng nhau truyền bá chân lành làm cho đời hiểu rõ tinh danh không biết Phật từ bi vô lượng. Thì lại liên tục chương trình đọc sấm giảng cho danh đức thầy em cháu xin em cháu và cô thứ mấy nè cô bảy nè đại tú cùng với cô bảy sẽ thầy lòng đọc lại bài Nang Thơ Cận Tú. Bài này thầy viết tại nhân nghĩa Sà No ngày 29/5 năm Canh Thìn. Xin mời quý vị chúng ta cùng đặt tâm theo dõi thánh phẩm này. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
dân can thường đem ra bài chức dập chỉ lời cổ tích người xưa. Nghĩ gì đâu có cuộc dài vừa cho lăn lóc những người mới tình. Phải chi Phật lấy ngay bình tình gửi cho trần đường tình giúp tâm mãi về câu di diệu thầm thầm cho sanh chúng dùng lắm khó mờ được gió nhẹ gờ đâu vậy thờ bồng dân buồn âm khí nặng nề phải công chờ cho cùng gặp kê ấy thời đại thánh tiên chỗ buồn mặt đạo phúc ở đoàn ở trường hướng sao mà thuận do bận trương đò các nhà tôi lương đông ngày vui tươi cũng đã lâu mong cớ sao đời Yeah.
Yeah.
như Phật gian, nương hùng phong trọi dòng cuộc ca, ca cuộc thế ca câu phân đào. Buổi nhập tiệc trải qua tràn pháo, khói mịt mù văng sát đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió thu lập bập. Đều không mơ thấy rèn tâm lành bạn ấy trao duyên thành đạo thiện cấp cấp sớm khuya lòng thương chúng phi răng đủ thế mà nào khác chợ chưa đổ lần xưa, sao chưa cho
đắng đắng chỗ tại hai biển đất đồng dưới cùng trên ám đạm phía trời cả thế giới mưa hòa gió tạo nhiều mong thanh quân đặt dần nơi chiều ta gầy dần Bồ đào rủ thất trà tiên, muôn năm cộng làng Chúa Hiền tôi